Hello anh em và chào mừng anh em với chúng ta trên kênh mình là BillCG. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng đến với cái series mà BillCG đến thường và cùng lên đồ dữ các bạn nào. Thì hôm nay mình sẽ chơi xin gieo đi rừng và lên xác lật. Đây là ý kiến của anh em rất nhiều trên YouTube luôn. Và anh em nào bình luận thì mình cũng đã đọc hết rồi. Tất cả bình luận của anh em mình đều là đã đọc. Anh em nhớ kỹ nha, tất cả bình luận anh em comment mình đều đọc. Chỉ có điều là mình không có cái thời gian để mình trả lời comment anh em thôi. Mong anh em thông cảm và mình xin lỗi rất nhiều. Vì hiện nay mình đi học rất nhiều luôn nên không thể có thời gian trả lời bình luận anh em được. Mình chỉ có thể đọc thôi, mong anh em thông cảm nha. Và nếu anh em muốn ủng hộ mình thì anh em hãy click quảng cáo và hãy donate cho mình. Link donate mình để ở trên cái màn hình đó. Đấy, thấy mình mới làm đẹp không? Đậu xanh nó chuyên nghiệp liền anh em. Mê gớm liền. Đậu xanh. Và anh em nào thấy hay thì nhớ like cho mình nha. Và đừng quên đăng ký kênh mình và để đón xem những video mới nhất từ kênh mình. Đây là một kênh chuyên làm về liên minh điện thoại và những lối lên đồ rất là dị hợm. Ồ, tem nó vô rồi, what the fuck. Mình không để ý luôn á man. Ủa gì đây? What the hell? What the hell gì đây? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. V tóc biến hai đứa luôn nha. Mất tóc biến luôn nha. Rồi chết thằng này luôn rồi. Anh ơi, về đây nói, anh không... Ông ta bắn sắp mặt lờ rồi. Mình đố nó mình giết được thằng thằng Timo anh em, đố nó giết luôn á. Giết được cho nó tiền, nó giết được mình FK ván này. Thiệt luôn, nó giết được mình mà FK. Sử tí là không giết được ngay, sợ đi. Và những anh em nào muốn mình quay video về đời sống thì anh em hãy cố gắng ủng hộ mình lên 100 cây sub. Vì 100 cây sub thì mình sẽ bắt đầu mình quay video đời sống cho anh em xem. Vì mình cần 100 cây sub để mình biết nhiều người ủng hộ mình thêm. Và oh my god. Rồi xong. Tôi thấy không ổn rồi. Mày binh cái gì? Đậu xanh. Top. Top. Where are you now? Top, yes. Motherfucker bitch. Sao mày lại chạy đi đâu với bố mà sinh ra mà thông cho nát bướm như nè. Nay đi chạy hộ nào, yes. Bắt xanh rồi. Ôi thằng Timo. Ủa mình nghĩ nó hai rừng à. The hell. Vậy đây. Vời cơ. Nhưng mà mày cũng chết thôi nhóc con. Thằng nhóc này ăn rết của tao này. Và anh em có rất nhiều anh em nói là mình là bình luận rất là sủ nhi. Nhưng mà đây tính chất cái của mình rồi, mình không thể bỏ được. Mình phải chửi vậy, mình phải chửi sắp bắt lò đó mình mới có hứng chơi. Và anh em nghe cũng rất là đã tai nếu anh em nào hay chửi tục nhiều. Mình farm rồi, rất là tích cực rồi, 2-0. Mình farm có 8 coi, rất là xanh. Tiếp nó 2 rồi nên nãy mình tưởng tiếng mổ đi bót, nó đi support chứ ai ngờ nó đậu xanh nó quay đây nó trừng phạt luôn. Mình đã thấy cái bắn thượng của nó rồi nhưng mà tưởng nó không có trừng phạt man. Mình không nhìn spell luôn á, mình tưởng là mất tư duy rồi. Không ngờ thêm thằng nô này nó lầy vãi cái đấy lên, không có tin được. Và anh em đang ủng hộ mình là 100 cái sub nha, vì 100 cái sub thì mình sẽ quay video đời sống. Và nếu anh em muốn coi thì anh em hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết. Và hãy đăng ký kênh mình để kênh mình lên 100 cái sub sớm nhất có thể. Đấy, mình sẽ lên xác lực thì mình sẽ lên cái món này đầu tiên. Vì món này là cũng không gọi là xác lực cho lắm, vì món này là đem sát thương vật lý nhưng mà cũng rất là mạnh rồi. Candy top này anh em ơi. Frog play. Blaze go go. Một con chết sủa go go. Thấy nó sủa banh háng rồi. Rồi xong. Thanh niên bull map cờ mình rồi luôn. Chạy xuyên cờ mẹ ra bản đồ. Đây là một cái lỗi của Kane đó anh em. Nó bé đạo vậy. Thật sự là nó đi top mà nó cứ đứng. Nó phải xong nó đứng ở cái máy đó thì bố con nào găng được nó. Faker còn phải chờ thua. Trừ khi có một thằng nào đó nó trưởng skill xuyên map thì chúng bắn chúng nó thì thằng mặt nụ đó nó lò ra. Timo đâu rồi? Timo nó mới ở đây nè, mình ké luôn, nó mới cứu con ấy mình xong. Đây cái chuối này, đang có chuối đó, có chuối hay không, nó ké rồi là phát. Nhưng mà không sao cái này, thằng này nữa bay nào. Mày nè, kế tao mày, tao găng mày đừng kế tao, bạn thứ hai à, đâu ổ, anh ơi.
Đấy, cái ít một mạng thôi, anh em cứ nhường nhau mà ăn chứ ai lại ăn hết hai mạng như thế kia. Mong, đấy. Ăn farm thôi, mày ăn mạng của tao thì ăn, tao ăn quái của mày. Bây giờ cho mình là chỉ muốn đẩy vào trụ để cho nó farm, để cho trụ này bắn chết lính về này nó lại đính nó lại thôi. Đây là cái chiến thuật. Có thể nói là như vậy, nhưng mà thật sự trong lòng mình muốn farm quái của nó. Hây dạ. Đậu xanh, thông bắt đầu luôn. Cái này là chỉ mới 85 đam thôi mà phải nói là thông có vẻ cảm giác rất là thốn mà nha. Chuẩn bị là từ cái thông nhôm lên thông sắt rồi. Mà từ thông sắt lên thông mẹ đồng rồi mẹ bạc. Oh my god. Gì nó đây? Rồi mẹ vàng, mẹ bạch kim, rồi mẹ kim cương luôn. Rồi đây. Bố mày thông cho nát áo bây giờ, nhóc con thằng mày. Sao mày? Chạy đâu mày? Chơi không? Hồi máu được bao nhiêu? Thằng nào đánh đâu không? Thằng nào hồi máu đánh nhanh hơn nè. Solo cái hồi máu với cái đánh của tao nào. Úi giời ơi. 4-0 rồi, wow. Bây giờ mình không để ý là mình đã 4-0 rồi. Timo đang ở dưới bó hay sao á? Listen đã giết được cả Yasuo rồi, rất kinh khủng. Hồi giờ cứ một con mà luôn, phải nói là rất là cực khổ luôn. Đứng về rồi anh em ơi. Mình đang giữ trong tay là 1.5k tiền, cũng như là rất là xanh. Bớt nát rồi. Timo. Ồ, chết hết hai đứa luôn. Tôi cạn lời. Nhưng mà không sao, xanh là được. Sao vì em một phe vậy nó. Hình như hai đứa này chơi chung với nhau nên mình không có cái gì để bình luận nữa. Mình đã cài cái viên liên minh này là tiếng Anh nên nhiều khi tụi nó chữa mình cũng không hiểu cái con mẹ gì hết. Tại vì đây là tiếng Anh mà nên khó hiểu. Vậy anh em nào muốn donate cho mình về ủng hộ kinh phí cho mình thì anh em hãy vào trang donate. Cái link donate mình để trên màn hình anh em ơi. Anh em nào muốn vào thì anh em hãy vào ở đó mà donate cho mình nha. Một ít gần rare mình sẽ lên ăn cái này. Ăn red và chạy xuống ăn hết cái bãi quái này. Nếu mà Timo nó chưa cướp. Timo nó cướp rồi. Timo nó cướp con blue của mình rồi. Ké chắc chắn luôn. Vì blue mình mới cướp anh nói xong mà thấy Timo nó có blue là mình hiểu rồi đó. Mình hiểu rồi đó. Mình hiểu là nó sắp bị chết với mình ở tí nữa rồi đó. Mày cướp con blue của bố mày là mày lại gan lắm rồi đó. Ồ chết rồi hay. Tưởng chưa chết lần giúp cho Listen ABK Yasuo còn tí máu rồi nhưng mà Listen chưa có quay chưa có rờ luôn. Đang đợi Timo với boss. Vậy anh em nào muốn ủng hộ mình quay cam như thế này nữa thì anh em hãy bình luận ở dưới nha. Mình lấy ý kiến của anh em để mình quay cam tiếp thôi. Vì mình rất cần động lực để mình tiếp tục mình quay cái cam này. Hai rừng găng một lần thì Faker cũng không có chịu nổi nhiệt nữa anh em ơi. Xúc nó. Xúc cái trụ á. Mình ý mình xúc cái trụ chứ không phải là xúc nó không. Xúc cái trụ của nó nè. Đấy, đây là ý của mình. Xúc nó. Xúc nó đấy, the first tower đi. Bầm. Ôi trời, mẹ. Vậy đây, nó tưởng nó kẻ được hay sao ạ. Ăn trụ luôn, sợ là Yasuo đâu ta. Yasuo nó mới chết, giờ này phải ra chứ. Ra là đá luôn nha, ra là chơi luôn. Chơi luôn mày ngáo à. Mày ngáo nè, chạy hộ cái. Mình tính cho thằng Lee Sin ăn. Mà không được rồi. Ủa thằng Vinh ở đây nè, ngài tuôn thông cái gì nè anh em. Listen ơi chơi nó. Listen ơi, tay mạnh lắm. Listen ơi Listen ơi, chip một kill me unbelievable. Cái chip một kill của Blue Sugi mà sao anh ấy là đỡ kết của mình như vậy. Sự rất là buồn luôn. Rất là buồn. Khi mà nó gãi cái con blue của mình à, con cái chip bộ kêu của mình như vậy. Mình sẽ lo là cái sắc lực nên món đầu tiên của mình là sẽ là cái này. Dạ kiếm. Một món đồ phải nói là rất hợp cho những phong cách sát thủ. Yes, mình sẽ giữ lưng một tí ra là mỗi lần. Mình anh em biết sao mỗi lần mình quay video là mình sẽ lại nhòm lưng ra mình nói như thế nào không? Tại vì cái micro đang ở trước mặt mình.
nếu mà mình ngồi giữa lưng vào ghế thì cái micro sẽ rất là cách xa mình và anh em nói. Mình nói anh em sẽ không nghe hoặc là có thể nghe nhưng mà nghe nhỏ. Đấy, mặt êm mình nè. Đánh kia mình nó mới chất chơi người dân. Anh em nào vẫn nghe mình nói thì anh em hãy bình luận dưới nha. Mình thích chơi cái kiểu gì hơn vì rất là thoải mái và cũng rất là nhìn mình rất rõ. Rồng anh em ơi. Rồng. Đầu mé mày, chúng mày lại ruột tay em tao à. Biến về ngay. Anh tèo à, anh sắp bị tèo à, anh không phải là anh tèo đâu. Rồi. Có mạng này. Kẻ thành không. Silo. No. Listen, Raw Flash. Wow. Một pha nó là chân cơ tuyệt vời đến từ Listen. What the fuck? Listen đã quỳ, có quỳ chúng hay không? Đang canh chừng, quỳ hụt vào ước chúng á. Nhưng mà hay, cái thứ đốt. Nice, ồ mày. Mày đi đâu? Mày đi đâu, kế thả mày. Kế thả mày. Mày tưởng kế tao dễ lắm hả mày. Thông chủ nó. Mày thông nó á nó cho tao. Ok, rất xanh rồi. 9-0-3. Phải nói trận này là như đánh như lên đồng. Như lên tiên á. Top bị kẻ thua rồi. Nhưng mà chưa thua. Mình nói chưa thua mà. Ăn lại được mạng là thấy chưa thua. Ăn blue này xong về luôn em ơi. Lại có thể mà cướp nó con cốc vào luôn. Cúp nông cốc này. Về thôi. Yeah. Em thích xẹo không? Mẹ xẹo. Một thời hùng hổ của Bilsugi. Giờ tí thôi mẹ. Bị chơi ngu á. Lên xúc đó. Di nó rồi. Di nấp rồi. Chơi mình nấp mình đánh tim tao mày. Người xin xúc luôn. Trời ơi, mạnh vãi cái lô đít ra mà anh cứ sợ nha. 517 mà nói là xanh như trái chanh và xanh như tàu lá chuối rồi. Blue của tao, nice, không bị mất nha mấy con cờ hó này. Chúng mày mà cứu thì chúng mày tự xác định cái mông. Tự xách cái mông là mày chạy tét đít đi. Thôi là tao lại thông như ép bọng tới. Được. Sao? Mày sao? Cái gì đây? Bốc hơi luôn. Cái gì đây? Ôi chết mẹ nó. Nó băng mù. Mày kiếm một kiểu mê lần thứ hai. Oh yeah. Oh, về. Oh my god. Mẹ không chết. Ảo vãi cái linh hồn rồi. Hai người ta gọi tắt là ảo vãi linh. Không có tin được. Unbelievable. Vậy anh em là xem ở đây không? Vậy chưa like cho mình thì hãy nhớ bấm like cho mình nha. Và đừng quên subscribe kênh mình. Hãy ủng hộ kênh mình lên 100 cái sub cho mình có thể đâu. Mình có thể quay video đời sống cho anh em xem. Thì mình rất mong đợi lúc đó anh em hãy ủng hộ mình lên cái nút bạc. Mình sẽ quay video khi nút bạc luôn. Cái nút bạc là cái hành trình mà nó là đánh dấu cái cột mốc lịch sử của khi mình làm YouTube anh em ơi. Team mình phải nói trận này đánh cũng khá là ok đó. Không thằng nào đánh gà cả. Phải nói đánh mắc gà đó chứ không có gà đâu. Mình chưa chết một mạng nào. 11-0 mấy ơi. Chỗ này là tôi thống hết cả thế giới rồi. À cái chuối. Level 6 à. Cái gì đây mày level 6 à. Mai chạy. Ồ chết mẹ bay được. Nhưng mình có mạnh cỡ này nhưng mà mày bắn mù mình cũng phế rồi. Biến ra. Mi. Ai cứu. Đông thế. Bè đưa. Trời lầy quá. Thì mô vào đây. Camille đến rồi. Đúng rồi Camille. Sao mày. Camille đó đúng rồi. Rồi đúng rồi. Tuyệt vời.
Ôi, what the fuck, what the, em có vừa thấy gì không? Hình như là nó vừa mới đầy cây xong mà bay vô lại chết luôn á. Ồ, hình như là vậy đó. Wow, 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 rất là mạnh luôn rồi. Phải nói là trận này khá là xanh. 13-0, cái này không xanh nữa thôi, anh em nghỉ game luôn ơi. Yeah, GG. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Thì nó thích thì nhớ bỏ lại một like, một share anh em ơi. Và đừng quên subscribe kênh mình. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Bye bye. Bye, yeah.